chào bạn, mình là Hồng Ngọc. Và hiện tại thì bên mình, bên trong kênh này của mình thì đang có một cái môn gọi là môn marketing 201. Thì mình cần thực hiện một cái dự án là khảo sát về các hành vi của sinh viên FPT. Thì không biết là mình có thể xin ít phút của bạn được không nhỉ? Được. Chắc mình hỏi là bạn tên là gì nhỉ? Mình tên là Tường Vy, mình là K15. Sinh viên K15 ngành. Bạn ngành là gì? Mình học ngành truyền thông đa phương tiện. Truyền thông đa phương tiện là MC. Vâng. Thì bạn cho mình hỏi là bạn mong muốn gì từ cái ngành học này ở Đại học FPT? Mình chọn ngành truyền thông tại vì kiểu như là mình đam mê về nghệ thuật ấy. Giống như là bất cứ cái gì liên quan tới nghệ thuật thì mình sẽ làm. Cho nên là khi mà sau này ra, tại vì cái ngành truyền thông đa phương tiện đó là nó kiểu nó đa dạng về bên cái mạng nghệ thuật, cho nên là mình nghĩ là sau này học cái này ra thì mình có thể làm về bên đạo diễn hoặc là về bên một phần của sân khấu chẳng hạn, cũng như vậy. Bạn cho mình hỏi là ngoài, theo bạn thì ngoài những cái kiến thức chuyên môn mà trường dạy rồi ấy, thì trường cần gọi là trang bị thêm những cái kỹ năng gì cho sinh viên? Kỹ năng hả? Trang bị thêm những cái gì? Có thể là không nhất thiết phải là kỹ năng, nhưng mà cần trang ngoài những cái kiến thức chuyên môn thì cần phải có những cái gì? Mình nghĩ là không cần thiết, không cần trang bị thêm cái gì, tại vì ở trong trường cũng đã có những cái câu lạc bộ để kiểu kiểu như là rèn luyện những cái skill, kỹ năng mềm và các thứ cho sinh viên rồi, nên là mình nghĩ là không cần thiết. Thì bạn cho mình hỏi là theo bạn thì làm sao để có một công việc ngay sau khi ra trường? Làm cách nào để có ngay một công việc sau khi ra trường? Mình nghĩ là tụi mình nên đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm, để viết một cái CV thật là tốt. Xong rồi sau khi mà ra trường thì sẽ apply một cái công ty nào đó, người ta sẽ nhìn một cái CV của mình trước. Xong rồi người ta nhìn vào cái CV thì mình có kinh nghiệm thì đương nhiên người ta sẽ ưu tiên cho bản thân mình trước, thay vì những người chưa có kinh nghiệm. Đúng rồi. Thì cho mình hỏi là sau 5 năm sau khi tốt nghiệp ấy, bạn mong muốn là bạn sẽ trở thành một con người như thế nào? Tại mình kiểu giống như là mình cũng không có tham vọng nữa quá, mình chỉ muốn bình đó, nên là kiểu giống như là đọc đâu thì ngồi đấy thôi. Thế thì bạn cho mình hỏi là các hoạt động sinh viên trong chuyên ngành mà bạn yêu thích là hoạt động gì? Hoạt động sinh viên trong chuyên ngành? Giống như kiểu những buổi webinar hay là talk show gì đấy thì bạn có thích tham gia không? Và bạn thích nhất là hoạt động gì? Mình nghĩ là webinar, tại vì kiểu giống như những cái chương trình webinar đó sẽ mời nhiều diễn giả có kinh nghiệm ở trong từng ngành khác nhau, thì người ta sẽ truyền đạt được những cái mà người ta đã trải qua rồi, người ta sẽ vạch ra những thứ nên và không nên cho những người mà chưa trải nghiệm. Thì khi đó thì mình đã nghe rồi thì mình đã biết được những cái vấn đề đó rồi, thì mình có thể tránh né được phần nào đó. Thế thì bạn cho mình hỏi là bạn có đề xuất hay là có mong muốn được tham gia vào những cái hoạt động khác của chuyên ngành không? Những giống như là ngoài những cái buổi webinar hay là talk show thì bạn có đề xuất thêm những cái buổi gì hay là hoạt động gì không? Cái đó thì mình chưa nghĩ ra. Bạn không có đề xuất. Thế thì bạn cho mình hỏi là bạn có từng tham gia câu lạc bộ BC không nhỉ? Câu lạc bộ kinh tế của trường mình á? Chưa, mình chưa tham gia. Chưa từng tham gia, nên bạn có biết đến câu lạc bộ BC? Vâng, cảm ơn bạn. Thì cảm ơn Tường Vy đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn của mình ngày hôm nay.